Dạ em Thắng Phạm, xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu với các anh xem một vài mẫu máy xài pin nha các anh, của hãng Milwaukee. Hôm nay em có mới về cái cây đèn pin chiếu sáng loại Rocket nha các anh. Rocket 1 giờ để chữ Rocket nè. Đó, đây mẫu ba chân, mẫu này xài pin 12V, cục pin nó gắn ở đây nha các anh. Đó, và cái mẫu này thì chỗ đây nó có công tắc bật nè ha, nó có đèn báo pin ở đây luôn. Hiệu logo Milwaukee, và cái này thì nó là hàng nhập Mỹ có chứng nhận CULOS. Nó là mẫu dạng ba chân như thế này nè. Đó, thì cái chân nó rất là nhẹ và cái cày này cũng rất là nhẹ luôn á, rất là nhẹ nhàng mình thao tác vận chuyển đồ ha. Rồi cái đèn này thì nó có 12 bóng đèn chiếu sáng và bật mở lên nha. Đó. Đó, 12 bóng đèn chiếu sáng khá là sáng luôn. Có thể kéo cao lên, chiều cao tối đa của nó là cỡ 1m7 nha các anh. Đó, chiều cao tối đa là cỡ 1m7 đó, chiếu sáng nên mình xem sáng nha. Đó, độ sáng nó như vậy khá ok đó, sáng rất là ok hết anh. Đó, đó, cái này là chiều sáng của cái bóng đèn chiếu sáng nè. Đó, quá ok luôn đó, sáng vậy đó ha. Nếu mà tắt đèn là nó tối nha anh. À, tắt đèn ha, đó tắt đèn là nó sẽ tối như vậy. Rồi mở lên. À, nó có hai cấp độ sáng, cấp 1 là sáng cao, cấp 2 là sáng trung bình. Đó, này tối nè ha. Rồi đó, sáng vậy đó, ok. Sáng này là cắm trại đi du lịch đồ chơi ok nha các anh, hoặc làm công trình đồ ha. Rồi cái đèn như vậy đó. Thì cây đèn này á, xài pin 12V nhỏ gọn ha, pin 2 chấm hoặc 4 chấm là cũng xài cũng được lâu á, có thể là nguyên một đêm luôn á. Đó, đèn chiếu sáng như vậy ha, gọn nha các anh, rất là gọn luôn. Và nó có mức giá là khoảng 3.200.000 một cây đèn này đó. Ok, anh xem và tham khảo, rất là nhẹ, gọn nhẹ lắm luôn. Rồi rồi ok, tiếp theo đây thì em có cái lo nghe nhạc của hãng Milwaukee, mà lo này là dạng thùng Milwaukee Backout nha. Nó có tích hợp là kết nối vào những cái thùng á, đó, kết nối vào những cái thùng Milwaukee Backout. Dạng này là rồi là đây, nó có nút bật mở, và bên đây thì nó có cái hộp chỗ này, mình đè xuống như vậy đó, là nó mở ra. Ở bên trong gắn cục pin và có gắn cái cổng USB với cổng jack 3.5 đó, cục pin 18V 5.0 có thể là hát từ sáng tới chiều luôn. Cái lo rất là ít hao pin nữa anh. Đây bật mở lên nè, đó ha, nó sẽ chiếu đèn như vậy đó. Đây là nút dặn chỉnh nè, đó dặn chỉnh chiều sáng nè, đó như vậy. Đó, kết nối bởi Bluetooth. Ở này nó có chỉnh bass luôn nha. À, EQ nè. Đó, đây là EQ nè ha. Đó, nó có chỉnh bass đồ luôn. Đó, bass nè, bass nâng cao là các anh. Bass là nghe nhạc đập rất là phê pha luôn. Rồi, kết nối với điện thoại thì kết nối bởi Bluetooth rất là dễ dàng. Rồi đây thì mình vào YouTube, thường thường vào YouTube hát nhạc ha các anh. Đó, rồi. Đây. Lo này thì nó có bốn cái âm thanh, bốn góc, và có thể cắm điện xài luôn các anh. Chỗ này là chỗ để mình khui bia. Đó, ở đây thì góc âm thanh và có hát radio luôn. Đó, có hát radio, cái cây anten ở đây. Đó, phía sau là dàn lo radio. Đó, bên đây thì chỗ góc lo luôn. Đó, đây thì góc lo nè ha. Bốn hướng. Đó, nó đa chiều luôn á. Rồi, ok. Bắt vào kênh Thắng Phạm nữa ha. Ok. Đó, kết nối nha.
ok. Đó, cái lò đó các anh. Đó, cái lò nó hát như vậy ha. Cái này nghe nhạc đồ ha, rất là phê nha các anh. Nó khá là lớn luôn á. Đó, dạng Milwaukee Best Out. Đó, này có rất là nhiều modem điều chỉnh ha, chỉnh giờ, chỉnh bass đồ này, nó có bass rồi, đánh bass rồi ok lắm các anh. Và cái lò này thì có giá khoảng 7-8 triệu một cái nha các anh. Các anh mình xem và tham khảo có nhu cầu mua cái lò này alo em ha. Nó có thể kết nối với thùng Milwaukee Best Out á. Rồi. Ok. Rồi tiếp theo đây thì em giới thiệu combo cho các anh mình xem và tham khảo. Đây thì em có combo này thì là nó mẫu Gen 3. Rồi nó là 2996-22. Là hai máy này có chức năng Wenki, chữ Wenki ở đây. Kết nối điện thoại với máy để mình khóa máy và điều chỉnh lực của máy và định vị biết máy ở đâu trên bản đồ luôn. Đây thì có cái sạc xài điện 220 độ ok. Đó, này combo nguyên thùng này giá khoảng 9,4 triệu nha các anh. Đó, đây combo này. Đây xài pin M18XC 5.0. Rồi có 4 cấp độ mình điều chỉnh lực bắn vít. Và cây máy này thì có mã là Casno 2857-20. Có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Đó, máy chim bắn vít này lực mạnh là 225 N, 4 cấp độ điều chỉnh bắn vít nha. Đó, như vậy ha. Rồi, đó là cây bắn vít. Còn đây là cây phan. Cây phan này thì là lực mạnh 135 N. Đó, có mã là Casno 2806-20. Có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Xài pin M18XC 5.0. Đó, móc treo có chức năng Wenki, kết nối điện thoại với máy để mình khóa máy ra. Và cây này thì có đèn chiếu sáng và có 3 cấp độ để mình bấm điều chỉnh tốc độ ha. Đó, số 1, số 2, số 3. Số 1 thì nó có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Đó, khá là hay cho số 1. Đó, rất là hay luôn. Đó, chống giặt bảo vệ cổ tay luôn nha các anh. Đó, rồi ok, đây thì cây máy phan lực mạnh 135 N. Đó, rồi combo này giá khoảng 9,4 triệu, các anh mình xem và tham khảo ha. Rồi tiếp đến combo này là cây phan 2804-20, 3 chức năng, combo có thùng đựng luôn nha. Và combo này thì có mức giá khoảng 4,3 triệu, giá 4,3 triệu một combo này, em giới thiệu các anh xem và tham khảo ha. Rồi đây, xài pin M18XC 5.0 và có mã là Casno 2804-20, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn nha. Có chức năng có búa để phân tường phan bê tông và phan gỗ phân sắt và chức năng bắn vít đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Đó, lực mạnh 135 N. Cái này là cái phan 3 chức năng. Rất là nhỏ gọn luôn, 2804-20. Đó, cái này xài rất là trâu bò luôn. Có cây tay cầm và sạc điện 220. Combo này giá 4,3 triệu, các anh mình xem và tham khảo ha. Rồi tiếp theo bên đây thì em có combo xài pin 12V. Combo này thì giá khoảng 4,7 triệu rồi các anh. Giá 4,7 triệu cho combo này. Rồi động cơ motor không chổi than và nó được sản xuất made in Mexico. Rồi mà có mã là Casno 2553-20. Có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Đó. Rồi ok, và đó là cây pha bắn vít, nó có lực mạnh là 146 N và có 4 cấp độ điều chỉnh lực. Đó, cây này là 2553-20, xài pin 12V 2.0 cho cây máy bắn vít. Còn cây máy phan thì nó xài pin 12V 4. Rồi nó có đèn chiếu sáng và đèn báo pin ở đây. Và động cơ motor không chổi than. Có mã là Casno 2504-20. Rồi có chứng nhận COLOS. Made in Mexico. Có số series. Và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Số 1 và số 2. Số 1 chạy vòng tua khoảng 450 vòng và số 2 chạy vòng tua 1700 vòng. Rồi có 3 chức năng. Chức năng bắn vít, phan gỗ phân sắt và có búa để phân tường phan bê tông. Đó, lực mạnh cây này khoảng 38 N và cái sạc này có thể lên điện xài điện 220. Rồi combo này giá 4,7 triệu các anh. Các anh xem và tham khảo có nhu cầu muốn mua alo em ha. Rồi tiếp đến thì combo máy bắn vít. Đây là combo máy bắn vít xài pin 18V. Đó,
Combo này thì có mức giá khoảng 4,2 triệu. Đó, 4,2 triệu combo này. Ơi, mã là M18XC4.0. Có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Nó là động cơ motor không chổi than nha anh. Có mã là Casno 2853-20, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. 4 cấp độ điều chỉnh bắn vít, có chế độ bắn vít tự động, đủ lực sẽ ngắt motor, có móc treo đầy đủ luôn ha. Máy mới, pin mới và sạc mới luôn nha các anh. Combo này giá 4,2 triệu, các anh mình xem và tham khảo. 2853 lực mạnh là 225 N, 4 cấp độ bắn vít. Ở đây là cái sạc xài điện 220. Rồi, giá 4,2 triệu. Rồi. Tiếp theo đây là cây máy bắn bu lông, có 4 cấp độ điều chỉnh lực luôn. Đó, cây này thì đầu vuông 1/2, có mã là Casno 2854-20. Cây này thì có mức giá là khoảng 2,6 triệu một cây. Đó, động cơ motor không chổi than, 4 cấp độ điều chỉnh bắn vít các anh. Xài pin M18XC5.0 luôn. Đó. Giá chỉ có 2,6 triệu thôi. Máy này lực mạnh là 339 N, bắn bu lông cỡ 16 trở lại ok ngon lành. Này bắn ốc xe du lịch rồi ha, như 7 chỗ hoặc là xe 16 chỗ bắn ga ok nha các anh. Những xe đó thì tiếp khoảng 22 hoặc 24 là bắn ok rồi. Đó, rồi, giá 2,6 triệu thôi ha. Rồi tiếp theo thì combo này giá 5,8 triệu nha các anh. Combo này giá 5,8 triệu và cái sàn zin mới, xài điện 220, cục pin M18XC5.0, pin zin chính hãng luôn, 5.0 5A. Cái máy này đầu vuông 1/2, mẫu đời mới, có 3 bóng đèn chiếu sáng và động cơ motor không chổi than. Cái này thì có mã là Casno 2962B-20, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Lực mạnh là 881 N nha các anh, 4 cấp độ điều chỉnh bắn bu lông ha, số 1, 2, 3, và thứ tư là chế độ bắn ốc tự động, khi mà đủ lực sẽ ngắt motor. Và cây này thì lực mạnh là 881 N. Combo này giá cỡ 5,8 triệu rồi các anh xem video và tham khảo ha. Rồi, ok, ở đây thì em có cái combo này. Combo này thì giá khoảng 2,3 triệu ha. Đó, một cây bắn vít nhỏ gọn nè và một cây phan nhỏ gọn luôn. Xài cái sạc này zin mới luôn, xài điện 220 luôn. Cái phan này đó, nhỏ gọn, đầu kẹp autolock 10mm các anh. Đó, phan bắn vít đồ chơi cây này ok. Số 1 và số 2, chức năng bắn vít và phan gỗ phan sắt. Cái này nó là hàng nhập Mỹ, nó có chứng nhận COLOS luôn nha. Rồi, có mã là Casno 2407-20. Đó, đây này. Rồi, đây thì cây bắn vít nè. Cây bắn vít này á, là các anh làm xe máy đồ bắn vít vàng áo đồ chơi cây này ok các anh. Đó, rồi có bắn vít nhựa đồ ha, cây này lực đồ cũng vừa xài. Rồi, chuyên bắn vít ha. Đây này thì có mã là Casno 2462-20. Xài pin 12V nha các anh. Đó, nhỏ gọn luôn, rất là nhẹ luôn á. Cây này rất nhẹ, làm việc nhẹ là chọn cây này ok. Phan cũng nhẹ luôn. Đó. Rồi, ok, combo này giá 2,3 triệu, các anh mình xem và tham khảo ha. Đó, rồi, đây thì có cái lo nghe nhạc Milwaukee. Đó, rồi, đây, giới thiệu với các anh xem, đây là cây máy cưa lọng xài pin. Cái máy cưa lọng này thì có mã là 2737-20. Hàng mới thì có mức giá là khoảng 2,4 triệu, còn hàng cũ, hàng lướt thì giá 2,1 triệu. Còn đây là cây máy cưa kiếm. Cây máy cưa kiếm này giá khoảng 2,5 triệu nha các anh. Đó, cưa kiếm này. Cưa kiếm này giờ giá cũng khá là ok rồi các anh ơi. Có mã là Casno 2719-20, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Đó, hàng Mỹ nha. Động cơ motor không chổi than, loại cầm một tay khá là ok. Đó, giá 2,5 triệu một cây nha. Rồi. Đây là cây máy phan Milwaukee, động cơ motor không chổi than. Đó, cây này thì mẫu là đời mới, gen 4, 4 chức năng, có mã là Casno 2904-20, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Nó có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay nha các anh.
đó, khi mà nó giật là nó ngắt, nó chớp đèn là nó giật đó. Đó, nó ngắt đó ha, khá là hay. Lực mạnh là 158 N, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Rồi, lực mạnh là 158 N, phan tường bắn tắc kê đồ ha. Rồi phan gỗ mũi nặng đồ chạy khỏe ok nha các anh. Rồi ba chức năng có búa để phan tường, phan bê tông và phan gỗ, phan sắt và chức năng bắn vít. Đó, cái này ok lắm. Đó, chống giặt luôn, động cơ motor không than. Đó, giá 3,5 triệu một cây. Đó, giá khá là ok luôn á. Rồi. Máy mài, máy cắt cầm tay, máy có mã là 2880-20, giá khoảng 2,6 triệu. Cây 2883-20 thì có giá khoảng 2,9 triệu. Cây bu lông này ok các anh. Cây bu lông này giá rẻ nè, giá chỉ có 2,6 triệu thôi. Đầu vuông 3/8, lực mạnh là 813 N. Đầu mẫu đầy mới, đầu 3 bóng đèn chiếu sáng nha các anh. Động cơ motor không chổi than. Nó có mã là Casno 2960-20, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Đó. Lực mạnh 813 N. Rồi cây này thì có 4 cấp độ điều chỉnh lực, số 1, 2, 3 và thứ 4 là chế độ bắn ốc tự động, đủ lực sẽ ngắt motor. Đó. Đó, 813 N và cây này giá chỉ có 2,6 triệu thôi các anh. Các anh mình xem và tham khảo giá 2,6 triệu ha. Đó, rồi ok. Đó, cây máy bắn bu lông. Rồi, như vậy em lên video này giới thiệu với các anh xem một vài mẫu máy ha các anh. Các anh mình xem và tham khảo, có nhu cầu mua máy thì alo anh em, có số điện thoại ngay trên màn hình nha các anh. Dạ em Thắng Phạm xin cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh ở video sau ạ.